Bây giờ gia đình nhà Mai đang tới chỗ La Petite Venise. Là cái biểu tượng của cái bức tranh, tấm hệ ảnh mà mỗi một lần mà nói về Colmar á, thì bao giờ họ cũng chụp cái bức hình đó. Nói về Colmar á, là phải chụp cái tấm hình đó thì mới tượng trưng. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà mùa này thì ít hoa, nhưng mà cuối xuân ấy thì sẽ rất là nhiều hoa, rất là đẹp và lãng mạn. Trời ơi, đẹp chưa? Khắp một con phố cổ đi bộ. Wow, đây là nơi La Petite Venise. Gia đình nhà Mai đã tới. Wow. Ồ, cuối xuống chưa, bạn thấy không? Đẹp chưa? Nếu mà cuối xuân nhất thì hoa ở đây rất là đẹp, nhưng mà hôm nay thì không có hoa. Ở đây rất là nhiều cá nhá, ông xã và các con đang ngắm. Đó, gia đình nhà Mai đã tới đúng cái nơi mà Mai muốn tới. Đây là nơi mà Mai được xem rất là nhiều trên Facebook đó. Là ai họ tới đây họ cũng chụp cái hình này. Đây là biểu tượng của Colmar. Đây là dòng sông nhỏ nhá. Và bên cạnh này có những cái gì đây? Có những hàng rào để mình viết tên mình lên cái khóa đó. Sau đó là mình khóa lại đây, thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu đây. Trời ơi, mê quá, mê quá. Đó. Cô chú anh chị các bạn thấy đẹp chưa? Những ngôi nhà, mỗi một ngôi nhà một phong cách riêng, một màu sắc riêng, tạo lên cái khung cảnh đủ màu sắc của Colmar. Đây là La Petite Venise. Ai tới đây cũng chụp hình kỷ niệm ở đây nhé. Lý do tại sao mà cứ có con thuyền nho nhỏ chèo đây. Tới đây là không thấy em bé đâu rồi nhá. Con xin mẹ 10 đồng để con đi mua khóa. Đi vào tiệm khóa xong rồi là ra tay không. Đây là những quả khóa tình yêu nhá. Đó, độc hình trái tim và màu đỏ. Được khóa ở bên dòng sông La Petite Venise này. Đang đi thì gặp cái nhà hàng này được một Fawcett ở Michelin nhé. Chưa được sao đâu. Đó, những con phố nhỏ đẹp chưa? Ở đây thì chỉ có người đi bộ thôi. Trời ơi, những góc phố đẹp quá. Mai mê mẩn với vẻ đẹp cổ kính như này. Hai bên đó, dưới sông ấy thì có thuyền này đưa chào mình đi thăm một vòng. Hai bên đấy thì là những nhà hàng nhé. Khách có thể ăn ở đây, vừa ăn vừa ngắm cảnh, vừa ngắm vịt. Cô chú anh chị các bạn có thể thấy là giữa phố cổ nhá, đông đúc người đi lại, rất nhiều khách du lịch, nhưng mà mình nghe không có tiếng ồn nào đi lại của xe, máy hay là ô tô, mà chỉ thấy nghe tiếng chim hót thôi. Líu lo. Đẹp quá. Ê mê, cái gì đấy? Cắm chi vớ. Thế còn con mua cái gì? Đó, biết ngay mà. Em bé nhá, cũng lại mua một cái quả khóa, xong rồi là biết tên ba mẹ vào. Đây này. Trong telephone. Mẹ xem là con biết gì? Đó, oui. Em bé biết tên ba mẹ một quả khóa, xong rồi con khóa lại ở đây. Con thấy là ở đây có con thiên nga đang lạc đàn này, đi một mình này. Đó. Oui. No,
Đấy, bây giờ thì Luy xin vất chìa khóa xuống sông cho Mai. À, de toi. Zip, zip. Em mềm bảo em ném mạnh xuống nhưng mà Luy còn ném nhẹ nữa đó. Bây giờ con chụp hình lại chắc để khoe với bạn hay là lưu lại kỷ niệm ạ. À, mỗi lần tới thì em mềm luôn làm một cái việc rất là ý nghĩa nhá, xin mẹ tiền nhưng cơ mà con lại mua khóa để hy vọng cho tình yêu của ba mẹ đó chứ không có dùng tiền cho mình nhá. À, ông xã với kẻ cảm ơn em mê về cái gì nhỉ, cái chìa khóa của hai vợ chồng. Ok, cho tới nhà Mai dừng chân tại đây. Trời ơi, đi ra khỏi trung tâm phố cổ rồi nhá. Mà bên ngoài đấy rất còn đẹp, chỗ nào cũng phong cảnh rất đẹp, bình yên. Mai không biết nói như nào để diễn tả nữa. Xa xa thì vẫn có những ngôi nhà cổ đó, rất là cổ kính đẹp nhá. Và khách du lịch thì thưa thớt hơn ở trong khu trung tâm. Nhưng mà thật sự là được đi bộ ở đây đấy, hít thở không khí ở đây, Mai thấy rất là tuyệt vời. Và thật sự là rất mê nơi này. Đó, đi một vòng đó là tới đây đấy. Louis bảo là chưa ba mẹ dừng lại đồng hành cùng con, đợi con đấy. Đó, tới đây thì Louis bảo chưa ba mẹ ngồi đợi con nhé, con chơi một vòng. À, bây giờ thì Mai và ông xã em mẹ thì ngồi ở đây nghỉ một chút. Còn Louis thì chơi một một vòng cái trò chơi này. Đó, cũng cần sức khỏe đó. Đó, đây, con leo đến ngoài kia. Khi nào tới ngoài cầu trượt kia trượt xuống thì bắt đầu là về. Được cái là Louis đó, ngoài lúc mà cầm điện thoại chơi trò chơi điện tử xong ấy, là con rất hay ra vườn nhé, hay con đi đạp xe đạp, hay là con đi, con chịu khó chơi lắm. Hãy còn lưu luyến, hãy còn tiếc ấy. Đó, em mẹ bây giờ nhá, đang đi kiếm một cái cửa hàng bán đồ châu Á. Sáng nay thì con ăn bánh bông đỏ sô-cô-la đó. Nhưng mà con ở trên mẹ, nếu mà mẹ tìm được cái cửa hàng châu Á, sáng mai không muốn ăn mì tôm. Thế là ăn xong đi dạo, xong bắt đầu là chị lên mạng, chị kiểm tra xem là ở đây có cái cửa hàng bán đồ châu Á nào không ấy, siêu thị bán đồ châu Á nào không ấy. Thế là chị tìm được. Bây giờ đi xong, khám phá xong phố cổ ở đây đó, thì bây giờ gia đình nhà Mai đang đi tìm cái siêu thị châu Á để mua đồ. Cuối cùng thì gia đình nhà Mai tìm được rồi. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy đẹp chưa? Nhìn ngoài trông như là của Thái Lan đấy. Đây cửa hàng châu Á đây. Không biết là bên trong có gì nhá. Alo, Mai nhầm, trời ơi, Mai nói như đúng rồi đấy. Không phải, ông xã bỏ bên đây cơ. Trời ơi, đang định vào. Cái quan trọng nhất là Louis đang xin ăn mì cay mà phải mấy tháng nay á. Gia đình nhà Mai đang không có mì tôm để ăn. Thật sự không có một loại mì nào ăn luôn á. Em mê thích nha. À, tới nơi một cái là con chụp hình ấy. À, con kêu là mình tới đây, cửa hàng châu Á. Tại vì Mai thấy ghi chữ Trung Quốc á. Bây giờ nhà Mai vào khám phá xem là có mì cay không nhá. Bún tươi của Việt Nam hiệu ba cây tre này. Cái gì? Đó. Louis thấy mì tôm mới sáng mặt ta chỉ cho mẹ. Đây đây. Em mê bảo mẹ cho mẹ mua. No. Em mê bảo mẹ mua giá đỗ để ăn mì. Đó, chuẩn con gái. À, đúng. Em mê muốn ăn mực cái hả? Oui. Phở bò, phở gà nè. On prend celui au piment ou celui? Piment c'est mieux. Ê, con lấy mì tôm cay không? Dạ. Này, lấy mì tôm cay đi. Đấy. Đấy, rồi. Tơ, phong xa đã bỏ đi. Đấy, em mì bỏ hào hào đây này. Mẹ ơi, phở bò kìa. Đó, con gái của mẹ đó. Đi.
Em mẹ con phong sa ba sa ba thích cái này. Đó. Bao nhiêu? Hai gói. Thế chú? Em mẹ của mẹ, con muốn mua hết ở đây. Ok. Sao vào công sức chưa kìa? Mai bảo thôi mua như vậy thôi, mình chỉ có về mình ăn ăn tạm á. Sáng nào mà ăn có mì thì thôi rồi đó. Em Lui là Lui xin mẹ là lấy thêm cái hộp này nữa đó. Trời ơi, con nhà Mai mà cứ thấy mì tôm thì không khác gì là mì gói thì đúng hơn, không khác thì là được cải thiện đấy. Nhưng mà đúng thật sự là mấy tháng nay gia đình con Mai không được ăn mì, thật sự là mấy tháng luôn nhá. Đó, chỉ có 2 phút chỗ nhà Mai thuê đấy là tới cái tiệm bán đồ châu Á, siêu thị châu Á nhỏ nhỏ đó, rất là tiện. Mai không biết nha, Mai em mẹ tìm được, thế là may quá. Gia đình nhà Mai mua được ít mì tôm, thế là không có lo cơm mắm, cơm cháo mấy hôm nha, thế là đủ sống rồi đó. Đó, bạn ấy đang quay để bạn ấy khoe với bạn của các bạn là bạn ấy mua được ít mì tôm gì đấy. Trời ơi trời ơi. Đó, em mẹ đấy. Thích. Đó. Tắt máy quay đi, tao khoe với bạn là con mua được mì tôm ấy. Đây, Lui cũng báo cô chú đây. Đó. Về tới nhà một cái là xin ăn bánh. Sáng mẹ ba mẹ mua cho. Con ăn cũng ngon không? Trong gì cô Lui. Anh rất là cẩn thận nhá. Trước khi ăn cái gì anh phải nhòm, phải ngó nghiêng xem có cái gì không. Ngon luôn mẹ. Đó, bánh con ăn đi. Dạ vâng cô chú. Chú vừa ba chú. Ôi. Thế con lấy ra rau con cắt con đưa cho ba một miếng. Em mẹ không muốn ăn cả, muốn ăn. Đèn tăng sọc sau lưng con á. Ngon không? Ngon. Thế ngon con nói sao ba nhở? Con nói sao với ba? Cảm ơn ba. Con cảm ơn ba. Lui cái đi, con cảm ơn ba. Anh giới thiệu là bánh đây rất là ngon. Trong khi cái bánh này của nhà Mai chỉ bán 2 đồng rưỡi, 3 đồng thôi, hay là 3 đồng rưỡi gì ấy. Thì ở đây bán tới 4 đồng 95, gần 5 đồng. Đấy, món yêu thích của Lui đó. Hamburger, spaghetti, pizza. Cái gì nhỉ? Các loại bánh. Và đặc biệt là mì gói. Mì cay thì còn mê nữa. Về tới nhà một cái là món cá hả? Cá mực một cái này em mê này. Đó, mày mời cô chú anh chị các bạn nha. Chị mở luôn, chị quay xong chị giới thiệu cho bạn bè xong chị mở cho ăn luôn. Đó. Mẹ con làm gì ấy? Con làm mì tôm. Con nấu mì tôm. Lui, em mẹ Lui ăn 2 gói nhá. Đó đó, chị cho Lui có một gói thôi, Lui xin 2 gói. Em mê, con ăn cái này trong mì tôm không? Đây là cái gì nhỉ? Thịt bê quay của gia đình nhà Mai nhá. Thịt bê vô chi của gia đình Mai vẫn còn thì Mai kêu em mê chút nữa con cho vào mì gói. Đây, mì này là Mai này. Ông xã này và em mê còn Lui xin 2 gói. Ba với Lui thì đang chơi ở dưới. Lui là. Ngon mê là. Oui, là ça fume moins en bas. Oui, non, non. Prends le micro de cette nuit, allez. Passe-moi ça là. Con nấu nước mai vào phụ con. Em bên này. Bây giờ thì mì tôm ra bán. Mì gói đã xong nha. Đây gọi là mì của Hàn Quốc ấy. Cay ngon. Mình đã xôi ra thì được.
Ça va très bien. Ou pas, pas
Oui, ils sont pas plus grands que ça. Oui, c'est qui est très grand, oui. Anh ấy cày cũng không nói là buồn đó, biết đang ngồi sức cao đi ra đó, ngồi trên máy quay đấy, anh ấy sụt sịt xong anh ấy đến mùi luôn đấy, đang kiềm chế ăn cay khổ. Đôi mắt chị mong thì tôi không có. Cô chú chị các bạn thấy không? Cái phòng vốn nên mắt chậm lên chậm xuống. Khoảng ngày mai ta ăn mì tôm nó không có, vẫn có. Thì mình đang cười lui là cay đấy. Ok, gia đình nhà Mai đã ăn xong rồi, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn nếu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một